Ê, chúc mừng sinh nhật hacker nha. Ông muốn ăn hết đúng không? Em Hải TV này, đẹp chưa? Đấy. Mọi người, hôm nay mình đi khai trương là tiệm bánh sinh nhật của ông anh, anh Thảo. Đấy, thì quán kia là bánh kem Thảo Chi. Đấy, đẹp không? Đấy, thì mình vào mình tặng cho anh cái này nhân dịp khai trương quán cho anh làm ăn phong phát. Có lạ hoa tươi thắm. Đi em ơi. Đi. Ui em ơi. Ui. Ui. Ô, sao lại hacker đến đây vậy? Ui hacker kìa. Ui giời, đến đây trộm tao. Ui, vào nhanh đi. Ui, 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 ngăn lại không nó ăn trộm mất bạc bánh kem. Anh ơi, từ xem làm gì đã. Quán tiệm bánh nhưng mà tiệm đồ chơi đâu không đến đây làm gì? 100 tuổi. Tìm gì? Bánh sinh nhật. Bánh sinh nhật á? Bánh sinh nhật. Ôi, anh đến đây mua bánh sinh nhật à? Anh, ra hiệu em có thể được. Hay là sắp 20 tháng 10 nó mua bánh kem này nó tặng vợ nó. Nó có vợ? Này, chắc vậy. Hay cô. Mày có vợ rồi à? Có vợ rồi á? Thế mua bánh này cho vợ mày hay là cho mày? À, sinh nhật của ngươi á? Năm nay bao nhiêu tuổi? 100 tuổi. Ui, 100 tuổi rồi á? Này, cái này á? Gì ô tô nhá? Ô tô này đẹp hơn cái gì nữa? À, không biết ô tô. Ô tô đắt này. Có vàng. À, giống cái đồng vàng không? Thấy chưa? Đồng này gì? Tiền này? À, không có. Không có tiền đến làm gì? Không. Hay mình mua tặng nó cả. Tặng nó à? Để cho nó khỏi phá mình. Được chưa? Được không? Anh này, bây giờ tôi mua nó tặng ông một cái là ông khỏi phá tôi được không? Mua cái nó có thật không? Thật. Mua thích cái này này. Mua luôn cái này nhá. Để tổ chức sinh nhật tôi luôn. Đồng ý không? Không được phá tôi đấy nhá. Đúng không kìa? Mua xong là lần sau nó không phá mình nữa, không được phá mình. Vậy đi. Chúc mừng sinh nhật hacker này. Nhìn thấy chưa? Đấy. Thế nến tuổi đâu? Em cầm sao? Đang trong túi áo nhỉ? Hacker bảo là hacker 100 tuổi rồi nên là mình lấy cái 100 tuổi này cho hacker này. Hôm nay mừng thọ hacker. Đấy. Mà không để bên này nhỉ? Đúng rồi. Đấy. Ui, 100 tuổi cả. 100 tuổi. Hacker sống thọ nhỉ? Nó nói nhiều tuổi hơn anh em mình ý. Đây đúng không? Đúng rồi. Số 0 ở giữa nữa. Đấy. Rồi, hợp lý. Chưa? Đúng rồi. Đấy. Rồi mình sẽ tổ chức hacker nhá. Cái này thì cầm tay hay cắm vào đây vậy? Cắm vào, cho nó phụt, cho nó phụt. Hacker ơi. Quên nó. Đây. Tôi mua bánh sinh nhật cho ông rồi này. Bịt mắt à. Con đừng mở mắt nha. Nhắm mắt nha. Rồi, 1, 2, 3. Thấy chưa, đúng cái này không? Đây, bú vào. Rồi, được chưa, đẹp chưa? Rồi. Chúng bánh sinh nhật không? À, đứng ở đây này để tôi đốt nến nhá. Đốt cái này trước nha. Ông hacker ơi, sao nó không cháy vậy? Ấy, đẹp chưa? Đẹp. Ấy, hacker cầm lấy. Ấy,
Đấy, chúc mừng sinh nhật hacker nha. Ôi, chỗ này cháy hết rồi là thử nến. Ôi, chúc hacker thọ được 1.000 tuổi nha. Cảm ơn người. Chúc đạo không? Có. Và bây giờ đến lượt thắm 100 tuổi nha. Có con quá. Đấy. Nó to quá anh ơi. Nào, ông bịt gió lại nhá, để tôi đốt. Đấy. Thôi bây giờ ông ước đi, gió to lắm, không đốt được đâu. Ông ước này, hacker ước. Ước một điều đi, ông chắp tay ước một điều đi. Ước một điều đi. Ông ước điều gì vậy? Không nói được. Không nói á, nhưng mà phải điều tốt không? Tốt. Đây. Ta đang này hơn 100 tuổi rồi. Lần đầu tiên tao mới nhìn thấy mày sinh nhật. Cảm động, hacker cảm động rồi. Mày cảm động rồi anh ạ. Hacker cảm động. Chắc là lần sau nó không phá mình nữa đâu. Thôi, không đốt nữa nhá, có to lắm, bỏ cái này ra nhá. Bây giờ hacker thưởng thức bánh nào. Ủa, đúng cái lòng chua ông thích không? Đúng không? Đây anh coi này, đây. Đúng cái lòng chua này anh, ông hacker thích này đúng không? Chính nó này. Đấy. Tôi thử đầu nhá. Được. Sao đây? Đây là của ta. Từ nhưng mà cái này là bánh sinh nhật phải ăn chung chứ? Không. Phải có tổ chức chứ, phải ăn chung chứ. Giờ sinh nhật của ta, bánh này là bánh của ta. Thì để đây. Vậy thì để đây chứ, không được mang đi. Thì phải để đây chứ, nhưng mà ông không cho tôi ăn à? Không. Này. Mình tổ chức là không cho mình ăn chứ. Bây giờ mình nó lật giọng, lấy được bánh kem nó lật giọng nhỉ. Bà cảm ơn mình nhá, là bây giờ có cái đồng tiền mà không công cho mình thôi. Anh ơi. Hả? Bây giờ mình không ăn được. Và mình phá. Nhưng xin xin. Anh cơ ơi, cho xin một đồng xu nhá. Cho xin một bông hoa. Phá. Ôi vào mặt. Ôi mà nó tiền nó đang ngửi kìa. Anh cơ ơi, đưa xem nào, đưa xem thôi, không ăn đâu. Ông thích không? Tôi mua cho ông thích không? Thế sao ông không cho tôi ăn? Không. Hả? Để sinh nhật của ta. Thế ông người không được ăn. Ông muốn ăn hết đúng không? Cho ăn hết luôn. Thừa cái tôi nhá, đưa một bánh kem cho ông mà sao ông không cho tôi ăn? Ăn. Ui, thôi mà. Để mặt luôn kìa. Đâu, xem mặt nó xem nào. Không nhìn thấy gì đâu. Nó thừa cái tội nhỉ. Ai mà tôi mua cho ông mà sao ông không cho tôi ăn? Đây là sinh nhật ta. Hết rồi. Hết rồi. Chưa nhá. Chơi đi, chơi đi. Chơi ta. Ông không cho tôi ăn chứ. Đố mặt ta đấy. Không nhìn gì sao? Không nhìn thấy gì đâu. Tôi không nhìn thấy gì đâu. Em miếng. Không biết đâu. Giờ không bị mất mát rồi. Cho ông chừa nhá. Nó xong không được ăn ham nhá, nhớ chưa? Nhớ đây. Tôi không tiết tiền cho ông mà ông lại không cho tôi ăn một cái đồng xu, ông nhớ nhá. Đi. Anh ăn cái này được. Thôi đi vào đi.